thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu yêu thương đi. Anh đã mơ màng về bầu trời đầy trăng với sao em như cuộc tiền, mình cảm muốn như hai con tiên trên đồi thao nguyên. Đối với em, anh không phải là một người bạn trai hoàn hảo, nhưng khi anh làm chồng của em, anh là một người chồng tuyệt vời. Tăng lực thì vô ác, yêu em căng cực, yêu em cực, không cho em bực, không cho bực, yêu em liên tục. Hỏi quý danh tại hạ bảo là bố mày đi từ trap phải. Thôi, bạn bớt bớt đi, lên xe. Em giấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Yeah. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đôi. 10 năm là nói với không em, 10 năm hận thù chiếu trong tim. Đó, em sẽ ở lại với anh. Ở lại với anh, ta cùng ngắm mặt trời lên. Stay. Em đến bên anh, thật say đắm không hề quên. Dường như anh đã làm sao để quên em.
bạn cứ bảo biện bạn bận qua, bảo trẻ sự nhút nhát xong lại tự thù mình ở nhà. Muốn đẹp trai tôi rủ bạn thuê PT tập gym, bạn yêu thôi hơi ngại đám đông nhưng story share toàn meme. Chơi game căng đét xong comment trên bàn phím, nhưng ngoài đời gặp mặt thì bạn tôi bật chế độ lặng im. Kiddy. Sao đâu na để em chụp lưu bút để em thật thu hút và nếu em thích sai đâu biết ra cho mình vì vui.